qua, một số cá nhân tổ chức quốc tế đã phát tán trên mạng xã hội các bài viết rêu rao rằng ở Việt Nam không có tự do thông tin, tự do Internet. Chính quyền Việt Nam dùng nhiều biện pháp, trong đó có ban hành văn bản pháp luật để kiểm duyệt việc truy cập Internet, đàn áp, bắt giữ các blogger. Đó là những luận điệu xuyên tạc cũ rích về tình hình tự do thông tin, tự do Internet ở Việt Nam. Vậy mục đích của chúng là gì? Thủ đoạn của chúng ra sao? Chương trình nhận diện sự thật ngày hôm nay sẽ làm rõ hơn về vấn đề này. Trước hết, mời quý vị... Ngày 5 tháng 11 năm 2019 vừa qua, tổ chức ngôi nhà tự do Freedom House có trụ sở chính ở Mỹ lại có cái gọi là báo cáo về tự do Internet năm 2019. Trong đó có nội dung cho rằng nhà nước Việt Nam hạn chế quyền của người sử dụng Internet, kiểm soát nội dung trên mạng xã hội, xếp Việt Nam vào nhóm quốc gia không có tự do Internet. Cần khẳng định ngay rằng đây là luận điệu cũ rích nhằm vu cáo xuyên tạc tình hình tự do Internet ở Việt Nam mà Freedom House thường xuyên chu chéo lên. Và như thường lệ, một số đài, báo và mạng xã hội ở nước ngoài bằng tiếng Việt không có thiện chí với Việt Nam liền đua nhau khai thác để đưa lại rồi bình luận với mục đích duy nhất là vừa hỉ hả với kết luận của Freedom House, vừa coi đó là cơ sở để tiếp tục vu khống Việt Nam. Hàng năm thì cái tổ chức này đều ra cái báo cáo về tự do, họ tự cho họ cái quyền đánh giá như thế. Nhưng mà chủ yếu là họ đánh giá tiêu cực đối với lại các cái chế độ xã hội do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Đấy. Bởi vì là tôi xem cái báo cáo của cái tổ chức này đối với Việt Nam cũng như đối với các nước đấy, thì nó cũng đa ná như nhau thôi. Nó có thể là tăng lên một vài bậc rồi giảm đi một vài bậc. Đấy. Nhưng nó vẫn mang cái bản chất là xuyên tạc, là phủ nhận cái tự do của chúng ta. Tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 11 năm 2019, trả lời báo chí về vấn đề này, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Ngô Toàn Thắng nêu rõ. Nhà nước Việt Nam luôn chủ trương thúc đẩy sự phát triển của Internet nhằm phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, cũng như đáp ứng những nhu cầu để trao đổi thông tin, học tập và làm việc của người dân. Thực tế cho thấy Việt Nam hiện đang là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng và sử dụng Internet và mạng xã hội nhanh nhất trên thế giới. Thưa quý khán giả và các đồng chí, vậy Freedom House là gì? Bản chất của tổ chức này thế nào? Mời quý khán giả và các đồng chí cùng theo dõi một tổng hợp sau. Freedom House là một tổ chức phi chính phủ có trụ sở chính đặt ở Mỹ. Ngoài ra còn có 11 văn phòng khác trên thế giới. Không biết những người lập ra và điều hành Freedom House từ khi ra đời năm 1941 đến nay có tư cách gì, nhưng họ làm một việc rất khôi hài là tự coi có chức năng theo dõi tiến trình dân chủ hóa toàn cầu, cũng như khảo sát và nghiên cứu về tình trạng thực thi tự do chính trị, cũng như các quyền tự do cơ bản của công dân tại các quốc gia trên thế giới. Để làm việc này, Freedom House tự sản xuất cái gọi là tiêu chuẩn để đánh giá nhân quyền và tự do của công dân, theo quan điểm của họ. Rồi không chỉ sử dụng để đánh giá, mà còn sử dụng để truyền bá, cổ suý trên toàn thế giới. Tự coi mình là chất xúc tác cho làn sóng dân chủ trên toàn cầu. Rất nhiều lần báo chí, dư luận trên thế giới đã vạch rõ bộ mặt và những thủ đoạn xấu xa của Freedom House. Những cái nội dung trong báo cáo này, họ lấy vào đâu, căn cứ vào đâu? Thì tôi thấy như là cái báo cáo gần đây của họ đấy, thì họ căn cứ vào những cái tài khoản, những cái cá nhân và đã bị nhà nước chúng ta xử lý và bắt rồi là bỏ tù những cái blogger này đấy, những cái tài khoản này phát tán những cái thông tin làm tổn hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, và đưa những cái thông tin làm băng hoại các cái giá trị về đạo đức và truyền thống văn hóa của dân tộc. Với Việt Nam, Freedom House chủ yếu khai thác từ các website, blog, các địa chỉ truyền thông vốn có thái độ thù địch hoặc thiếu thiện chí với Việt Nam, từ một số cá nhân, nhóm hoạt động thực chất là thế lực chống phá Việt Nam ở nước ngoài, một số phần tử vi phạm pháp luật ở trong nước. Từ các thông tin Freedom House khai thác và kết luận, có thể khẳng định tổ chức này không hề có bất cứ hoạt động khảo sát thực tế nào. Họ chỉ dựa trên các thông tin sai lệch, vu cáo và bịa đặt để nhận xét rồi chấm điểm. Vậy thử hỏi, đâu là tính khách quan trong phúc trình thường niên của Freedom House? Freedom House xếp hạng Việt Nam không có tự do Internet ạ. Em chưa một lần nghe qua. Em thấy rất là bất ngờ ấy ạ. Việt Nam không có tự do Internet ấy ạ. Em không nghĩ là như vậy ạ.
Cái điều đấy thì hơi quá đáng, nó đánh giá nó như thế nó cũng chưa công bằng. Một là đằng sau đó là có một cái gì đó chưa thiện cảm với ta. Cái thứ hai nữa là thực ra bản chất của vấn đề là cái người ta không thể áp đặt một cái thứ do thứ một cái tự do dân chủ của một cái đất nước khác, của tổ chức khác vào cái quy chế của nhà nước mình được. Cái điều đó nó không hợp lý. Môi trường xã hội cũng như lịch sử phát triển nó khác nhau hoàn toàn, cũng như cái văn hóa của nhân dân, văn hóa của dân tộc nó khác nhau hoàn toàn. Bằng chứng là tất cả những nội dung mà tổ chức này nêu lên đều trái ngược hoàn toàn với thực tế ở Việt Nam, rằng các quyền tự do ở Việt Nam ngày càng được bảo đảm và bảo vệ, ngày càng thể hiện rõ và đầy đủ bản chất dân chủ tiến bộ. Sự phát triển mạnh mẽ Internet ở Việt Nam là thực tế sinh động, đầy sức thuyết phục để bác bỏ mọi vu cáo xuyên tạc về đảm bảo tự do Internet. Thực tế không thể phủ nhận là thế giới đã thay đổi rất nhiều kể từ khi có Internet. Con người do tiếp xúc và sử dụng Internet đã có nhiều thay đổi cả về tập quán sinh hoạt, phương thức tư duy cũng như là cách thức hành động. Có chăng là cách thức và mức độ quản lý Internet ở mỗi quốc gia có sự khác nhau? Theo Tổ chức Quản lý Tên và Địa chỉ Mạng Quốc tế ICANN và công ty DMMIO We Are Social Anh, tính đến cuối năm 2019, có 64 triệu người Việt Nam đang dùng Internet, chiếm 66% dân số. Có 62 triệu người sử dụng mạng xã hội Facebook, Twitter, Zalo. Mỗi người sử dụng Internet ở Việt Nam dành trung bình hơn 6 giờ trong ngày để tham gia các hoạt động liên quan tới mạng Internet. 94% người dùng Internet ở Việt Nam sử dụng Internet hàng ngày. Báo Nikkei Nhật Bản khẳng định tốc độ Internet của Ấn Độ và Việt Nam vượt xa các nước phát triển. Việt Nam nằm trong số 10 quốc gia có tỷ lệ người dùng Internet cao nhất châu Á. Và từ năm 2010 đến nay, liên tục đứng trong nhóm 20 quốc gia có số người sử dụng Internet lớn nhất trên thế giới. Ông Martin Philip hiện là giáo viên thỉnh giảng tiếng Anh ở trường Trung học Phổ thông Chu Văn An, Hà Nội. Ông Martin có nhiều năm sống ở Việt Nam và thường xuyên sử dụng Internet. Every day is part of my job. Internet là một phần trong công việc hàng ngày của tôi. Tôi luôn cố gắng để hạn chế phải sử dụng đến máy tính. Nên nếu dùng thì chỉ là dùng cho công việc. Ngoài ra, tôi dùng khi có nhu cầu mua đồ trên Lazada, Shopee, v.v. Quan điểm của tôi về tự do Internet ở Việt Nam cũng giống tự do Internet của nước Mỹ hoặc ở các nước trên thế giới, về tốc độ xử lý cũng như việc thoải mái truy cập các trang web. Nhận xét về vấn đề tự do Internet ở Việt Nam, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Hoberg khẳng định, Việt Nam đang tận dụng tốt cơ hội từ Internet, là một trong những nước đi đầu ở Đông Nam Á về kết nối và phát triển Internet. Điều đó thể hiện nỗ lực của nhà nước Việt Nam trong việc tận dụng thế mạnh của Internet trong xây dựng và phát triển đất nước. Việc sử dụng Internet ở Việt Nam có lẽ là một trong những môi trường Internet thuận lợi và tự do bậc nhất ở trên thế giới. Ở đây nó không chỉ giới hạn bởi cái số lượng người sử dụng Internet đang càng ngày càng tăng lên, số người sử dụng các cái công cụ truyền thông, các cái thiết bị thông minh, các cái thiết bị truyền thông thông minh đang ngày càng tăng lên đó. Mà nó là vấn đề là cái chính sách để sử dụng Internet ở Việt Nam, tôi nghĩ là một trong những cái chính sách sử dụng thông thoáng và bậc nhất ở trên thế giới. Tôi đã từng đi nhiều nước rồi và tôi thấy rằng là rất ở nhiều nơi mà tưởng chừng như là ở một cái xã hội rất là phát triển, nhưng việc sử dụng Internet, được truy cập, được cập nhật các cái thông tin Internet hoàn toàn không dễ dàng như mà chúng ta tưởng. Thực tế cho thấy, việc thực hiện quyền tự do Internet ở các quốc gia trên thế giới cũng như ở Việt Nam phải được đặt trong khuôn khổ pháp luật. Ở Mỹ, Quốc hội nước này đã ban hành nhiều văn bản luật nhằm xử lý, ngăn chặn việc lợi dụng Internet, mạng xã hội để khủng bố, kích động bạo lực, khiêu dâm trẻ em hay là vi phạm sở hữu trí tuệ. Ở châu Âu, Ủy ban châu Âu EU đã ban hành luật về bảo vệ sự riêng tư toàn cầu nhằm hạn chế hoạt động của Internet, mạng xã hội vi phạm quyền riêng tư của công dân của các nước thành viên. Năm 2017, EU cũng đã yêu cầu Facebook, Google, Twitter phải điều chỉnh ngay các điều khoản sử dụng dịch vụ, truy quét thông tin xấu, gồm cả tin xuyên tạc, sai sự thật, nếu không sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc. Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố chặn các trang web có nội dung vi phạm luật an ninh hoặc có nội dung khiêu dâm. Ở Thái Lan, các nhà cung cấp dịch vụ Internet phải kiểm duyệt ngăn chặn các tài khoản, clip có nội dung không phù hợp trên các mạng xã hội.
Không riêng gì Mỹ, nhiều nước khác cũng không có cái luật báo chí. Tuy nhiên nó sẽ có những cái điều khoản khác của những cái luật khác, những quy định về cái làm sao để thực hiện cái sự tự do này, hay là cái khuôn khổ tự do của nó. Nói tự do là vô hạn, không có thêm tự do nào là vô hạn cả. Tất cả một cái những cái khung tự do nào đó đều có những cái khung của nó trong cái môi trường mà nó cụ thể. Ví dụ như là Mỹ cũng có những cái điều luật quy định không được gọi là một cho các cá nhân không được tự ý tung tin sai, tin đồn sai, nói xấu một số cái chính phủ nào đó hay chính phủ của họ, hoặc là tự ý mà in phát tán một số tài những cái loại tài liệu nào đó chống phá lại chính quyền. Ở Việt Nam, nhà nước Việt Nam đã ban hành luật an ninh mạng, luật công nghệ thông tin, luật an toàn thông tin mạng với những quy định đảm bảo cho môi trường Internet phát triển lành mạnh, bảo vệ quyền tự do của mỗi tổ chức cá nhân tham gia hoạt động trên lĩnh vực này. Điều này không chỉ phù hợp với luật pháp quốc tế mà còn góp phần tích cực nhằm thúc đẩy sự phát triển của Internet và nền kinh tế số tại Việt Nam. Riêng về mạng xã hội thì chúng ta thấy rằng là phải nhận diện được những cái thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Mạng xã hội người ta không cấm đưa thông tin, người ta khuyến khích đưa những thông tin, những bản chất thông tin là phải đúng sự thật, không xâm hại đến lợi ích, nhân phẩm, danh dự của người khác. Đó là chúng ta phải nhận thức rất rõ về mạng xã hội như vậy, và lựa chọn tìm kiếm những thông tin trên mạng xã hội làm sao nó đúng với bản chất của truyền thông. Tất cả những điều đó cho thấy đảm bảo tự do báo chí và tự do Internet luôn là quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Việt Nam không cấm mạng xã hội, nhưng hạn chế những mặt trái do mạng xã hội gây ra, tác động tiêu cực đến thuần phong mỹ tục, đạo đức, lối sống của người dân, cũng như những thành tựu phát triển kinh tế xã hội, tình hình an ninh chính trị của đất nước. Việc lợi dụng mạng xã hội để nói xấu, bôi nhọ danh dự uy tín của tổ chức cá nhân là đều sai phạm. Và đặc biệt là vừa qua thì Bộ Thông tin Truyền thông đã xử lý rất giáo diết các cái thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Để làm sao? Để làm cho một cái mạng xã hội nó trở lên lành mạnh, nó trở lên có sức thuyết phục, thu hút và đáng tin cậy trong một cái xã hội đa chiều về thông tin. Trước những mặt trái của mạng xã hội, đòi hỏi người sử dụng Internet phải tỉnh táo, biết kiểm soát, chọn lọc thông tin để khai thác tối đa lợi ích, tránh những tác động tiêu cực, đặc biệt là ngăn chặn các thế lực thù địch lợi dụng để bóp méo, xuyên tạc sự thật nhằm tác động vào tư tưởng, tình cảm của người dân. Thưa quý khán giả và các đồng chí, với chính sách cởi mở trong sử dụng Internet và các trang mạng xã hội ở Việt Nam, thiết nghĩ Freedom House cần phải nghiêm túc nhìn nhận lại những đánh giá sai lệch của mình về tự do Internet ở Việt Nam để dư luận khỏi cười chê. Còn những kẻ té nước theo mưa thì chỉ thêm lộ rõ chân tướng phản động mà thôi. Bởi sự phát triển mạnh mẽ của Internet ở Việt Nam là một thực tế sinh động, đầy sức thuyết phục và không thể phủ nhận. Chương trình